Hello everyone, my name is Hinji. I am a user. I have been told to talk about my confidence rating theo lịch for me. Thường tiên là khâu là áo khoác, coffee là cà phê, country là đất nước, size là bên mép bên lề, country size là nông thôn miền quê, rồi grandparent là ông bà, student là đang học, student là học, student là đang học, student English là đang học tiếng Anh, tall là cao, short là thấp. Rồi gọi gì ta? Short là ngắn, rồi difficult là khó, easy là dễ, long là dài, hair là tóc, long hair là tóc dài, short hair là tóc ngắn. Rồi good at là giỏi về, good at swimming là giỏi về một bơi. Rồi good at English là giỏi về môn tiếng Anh. Good at math là giỏi về môn toán. Good for là dành cho. Goodbye, see you again.